Ở Trung Quốc vào thời kỳ xưa, chắc chắn là chuyện làm quan là một chuyện rất là vinh quang cho một cá nhân hoặc là gia tộc của cá nhân đó. Nhưng mà cũng không hiếm những trường hợp có nhiều người họ muốn rời xa chốn quan trường, thậm chí là đi đến những vùng núi xa xôi để ở ẩn. Hoặc có nhiều người họ cho rằng làm quan hay là những thứ ở trong quan trường nó lại không phù hợp với những mong muốn của họ. Và trong tập này chúng ta sẽ nói về một trong những trường hợp đó, đó chính là Thẩm Chu, một người đã từ chối chốn quan trường để cống hiến cho nghệ thuật. Trong tập này thì mình cũng sẽ giới thiệu về bức tranh núi Lữ, cũng do chính Thẩm Chu sáng tạo. Ở trong thời kỳ nhà Nguyên trước thời kỳ nhà Minh, triều đình của Trung Quốc lúc bấy giờ cũng đã bảo trợ rất nhiều cho nghệ thuật. Nói thẳng ra thì nếu người làm nghệ thuật không có những người phía sau chống lưng, không có những người bảo trợ thì rất là khó khăn. Không chỉ là những khó khăn ở trong đời sống của họ, tức là cơm áo gạo tiền, mà còn khó khăn ở trong quá trình làm nghệ thuật. Tức là để tạo ra một tác phẩm thì người ta cũng cần có chi phí. Cho nên rất nhiều những nghệ sĩ lúc bấy giờ, nếu mà họ không làm việc dưới những gia tộc lớn hoặc là xuất thân giàu có, thì họ cũng phải cố gắng để có một chân ở trong triều đình và nhờ vào hoàng gia để có thể hoạt động nghệ thuật. Hoặc là như chúng ta đã biết, ở trong những triều đại trước đó thì có những người thuộc triều đại cũ của Trung Quốc trước nhà Nguyên, tức là họ đã làm quen ở dưới thời kỳ nhà Tống, nhưng mà sau khi nhà Tống bị thay thế bởi nhà Nguyên thì họ vẫn tiếp tục làm việc dưới triều đình của nhà Nguyên. Bởi vì lý do như chúng ta đã nói, một phần là vì cơm áo gạo tiền, còn một phần là nếu nghệ thuật không có người bảo trợ thì rất khó để có thể làm nghệ thuật. Nhưng mà nó có một vấn đề, với dân chúng khi mà một triều đại thay đổi thì chắc chắn cuộc sống của họ có thể thay đổi, nhưng mà có lẽ là không thay đổi quá nhiều so với những người đã từng làm quen ở triều đại trước đó. Bởi vì nếu những người sĩ phu làm việc dưới triều đại của nhà Nguyên hay là dưới triều đại của nhà Tống mà đến triều đại kế tiếp họ vẫn còn hoạt động, thì họ sẽ phải hoạt động cho triều đại của người đương nhiệm. Và vì vậy những tác phẩm nghệ thuật, những bức họa hay là những bài thơ, ít nhiều gì thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi triều đại mà họ đang hoạt động. Và vì vậy cho nên có những người họ đi theo một dòng chảy khác, tức là từ bỏ chốn quan trường, bởi vì họ không thể nào sống ở trong một cái lồng, đặc biệt là họ không thể nào sáng tạo mà không có tính cá nhân, không có cái tôi của mình ở trong đó. Họ không thể nào sáng tạo mà không có thái độ hoặc là không có sự tự do của mình ở trong đó. Chính vì vậy cho nên có rất nhiều sĩ phu họ đã rời khỏi triều đình và thậm chí là họ đi ở ẩn. Thẩm Chu là một con người như vậy. Ông là một bậc thầy về hội họa và ông đã từ chối chốn quan trường để có thể dành toàn bộ thời gian cũng như là dâng hiến trọn vẹn cho nghệ thuật. Để nói về sự tự do và tính cá nhân của một con người ở trong nghệ thuật thì chúng ta sẽ nhắc lại những sự khác biệt ở trong xã hội cũng như là văn hóa của hai triều đại, đó là triều đại của nhà Minh và triều đại của nhà Nguyên. Nếu như những tập trước mà đã nói về quần thể của những khu vườn ở Tô Châu thuộc triều đại của nhà Minh thì chúng ta sẽ thấy một sự đối lập rất là rõ ràng với triều đại của nhà Nguyên. Trong khi quần thể những khu vườn Tô Châu ở nhà Minh không có một tính quy tắc nhất định nào cả. Tức là nếu bạn nhìn trực tiếp hay là nhìn từ trên cao xuống thì bạn sẽ thấy những khu vườn này không có sự cân xứng hay là đối xứng ở trong đó, nhưng mà nó vẫn mang tính hài hòa. Chúng ta khi mà nhìn nó, chúng ta vẫn tìm thấy sự dễ chịu, chúng ta có thể tìm thấy sự hài hòa ở trong những thứ bất đối xứng. Và nếu mà ở triều đại của nhà Nguyên trước đó thì những kiến trúc hay là những hình thức nghệ thuật chúng ta thấy hầu như đều dựa trên nguyên tắc đối xứng. Ở trong những video trước thì mình đã lấy Tự Cấm Thành để nói về sự đối xứng ở trong kiến trúc của thời kỳ nhà Nguyên. Vậy thì nghệ thuật, tức là hội họa và kiến trúc của nhà Nguyên là sự trật tự, thì chúng ta có thể nói những thứ tương tự ở nhà Minh, đó là sự uyển chuyển và linh hoạt. Thật ra thì mình muốn dùng từ hỗn loạn hơn, nhưng mà từ hỗn loạn nó nghe hơi tiêu cực. Ý chính mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây đó là sự khác nhau giữa những layout, tức là cách bố trí ở trong nghệ thuật giữa hai triều đại. Rồi, vậy thì nó có sự ảnh hưởng gì đối với Thẩm Chu? Thẩm Chu sinh năm 1427 và mất năm 1509. Ông sinh ra ở trong một gia đình giàu có. Ông vừa là một học giả và cũng là một họa sĩ. Nhưng mà ông đã từ chối cơ hội để được làm việc ở trong bộ máy quan liêu của nhà Minh. Thay vào đó, ông muốn tập trung vào thơ ca và hội họa. Nói về bức tranh vẽ núi Lữ của Thẩm Chu, nói về bức tranh vẽ núi Lư của Thẩm Chu, thì có một sự thật là ông chưa bao giờ thấy núi Lư. Mình cũng đã cố gắng tìm từ tiếng Việt tên của bức tranh này nhưng mà mình chưa có tìm thấy.
Nhưng mà tên của bức tranh này trong tiếng Anh gọi là Lofty Mount Lu. Mount Lu tức là núi Lư, hay gọi Việt hóa là Lư Sơn. Còn cái từ Lofty có nghĩa là cao ngất, cao sừng sững hay là cao thượng. Mình tìm thấy một cái từ dịch khá hay gọi là Lư Sơn Ngạo Tuyết, nhưng mà không thấy tuyết ở đâu hết, cho nên là tính chính xác của từ này thì mình cũng không nắm chắc. Vậy thì tại sao Thẩm Chu lại có thể vẽ được Lư Sơn trong khi mà ông chưa bao giờ thấy nó? Và thậm chí là lý do mà ông vẽ Lư Sơn là gì? Theo những lời của Thẩm Chu thì ngọn núi Lư này không mô tả một ngọn núi. Dĩ nhiên ông vẽ núi, nhưng mà qua hình ảnh của ngọn núi cao, ông muốn mô tả lại đức hạnh của vị sư phụ mình. Đó cũng chính là lý do mà ông đã chọn chủ đề này, lấy sự hùng vĩ của núi Lư để nói về đức hạnh và nhân cách của người thầy của mình. Đây là một hình ảnh ẩn dụ rất hay, được thể hiện qua hội họa. Ở trong bức tranh này, khi mà bạn xem thì sẽ thấy một hình bóng của một con người được vẽ nhỏ xíu ở phía dưới trung tâm của bức tranh. Một phần lại còn bị che bởi một mỏm đá. Lý do mà một con người xuất hiện ở đây có thể là sự so sánh về đức hạnh và nhân cách của một người bình thường với vi sư của Thẩm Chu. Nếu mà nhân cách và đức hạnh của một con người bình thường có kích thước như thế này, thì nhân cách của người thầy của mình có kích thước như là một ngọn núi. Bố cục của bức tranh này cũng làm cho chúng ta nhớ tới những bức tranh trước của họa sĩ gọi là Phạm Quang, hay là Phạm Quang cũng là một trong những bậc thầy về vẽ tranh phong cảnh ở thời kỳ trước. Không biết các bạn có để ý hay không, nhưng mà có một điểm rất là đặc trưng của các sĩ phu mà là họa sĩ ở thời kỳ đó, chính là những chủ đề mà họ vẽ hình như là những chủ đề rất là riêng tư. Riêng tư ở đây có nghĩa là nó giống như là một cuộc trò chuyện giữa hai người, hay là một món quà của một người dành cho một người khác, không phải về những chủ đề thế sự hay là những chủ đề quá to tát, mà những chủ đề của họ vẽ thường rất mang tính cá nhân ở trong những mối quan hệ. Ở trong một bức tranh khác thì Thẩm Chu thậm chí là mô tả mình như là một nhà thơ đứng trên đỉnh núi, và ở trong bức tranh đó còn có một bài thơ. Bài thơ xuất hiện giống như là phụ đề của một bộ phim. Chúng ta vừa có thể xem hình ảnh và chúng ta vừa có thể đọc những diễn giải của hình ảnh đó. Bức tranh mô tả một khoảnh khắc mà Thẩm Chu đã suy ngẫm về vẻ đẹp của âm nhạc và phong cảnh. Tóm lại của tập này thì chúng ta đã nói về sự tự do và tính cá nhân của một người nghệ sĩ. Cụ thể hơn là chúng ta đã nói tới trường hợp của Thẩm Chu, một người đã rời bỏ chốn quan trường và tập trung hầu hết thời gian, công sức cũng như là dành những suy tư của mình để dành cho nghệ thuật. Nhưng mà cũng nhờ những sự đầu tư đó mà ông đã thể hiện được sự giao thoa giữa hội họa và thơ ca. Và thế giới cần những người như vậy. Có những người lo những chuyện kinh tế hay là những vấn đề mang tính vĩ mô, nhưng mà cũng cần có những người lo những chuyện về văn hóa, nghệ thuật hay là văn học, những thứ mà có thể giúp một cá nhân, giúp một con người phát triển. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề. Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.